khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Mai Thúc Loan sinh tại làng Ngọc Trừng, huyện Sa Nam, Châu Hoang, nay là xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Thủ nhỏ, nhà Mai Thúc Loan nghèo lắm, mẹ phải đi làm mướn cho nhà giàu và kiếm củi nuôi con. Tương truyền, mẹ Mai Thúc Loan không chồng mà có con, nên phải từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn đến Ngọc Trừng sinh sống. Đã vậy, Mai Thúc Loan còn có nước da đen sạm, nên thường bị khinh rẻ là đứa trẻ xấu xí. Mang tiếng xấu là đứa trẻ không cha, nhưng Mai Thúc Loan sớm bộc lộ ý chí kiên cường và sự mạnh mẽ là can đảm ngay từ thuở bé. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Mai Thúc Loan luôn yêu thương và bảo vệ mẹ mình trước sự chèn ép của những kẻ xấu. Hoàn cảnh sống khắc nghiệt chỉ là môi trường để tôi luyện ý chí và bản lĩnh cho cậu bé, chứ không thể hạ gục được cậu. Và để trở thành một người anh hùng, đầu đội trời, chân đạp đất, thì chỉ có một con đường, phải vượt qua nghịch cảnh mà thôi. Lớn lên, Mai Thúc Loan là một tráng sĩ, có sức khỏe phi thường, một đô vật lừng danh. Ngày ngày, chàng vẫn chăm chỉ làm lụng, lo toan giúp mẹ đủ mọi việc, hết đi làm mướn cho bọn hào phú, lại theo mẹ vào rừng sâu kiếm củi. Mẹ, mẹ cứ ở đây nhặt củi khô, con sẽ vào sâu phía cây cao rậm rạp kia để đốn cây. Mấy việc nặng nhọc này mẹ cứ để con à. Con trai, đi cẩn thận nhá. Cứ ngỡ cuộc sống cứ thế mà yên bình trôi qua, nhưng rồi một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Đó là ngày mà Mai Thúc Loan không bao giờ có thể quên, ngày mà chàng mất mẹ mãi mãi. Nghe tiếng kêu thét của mẹ, Mai Thúc Loan điếng người, vội chạy về phía mẹ. Đến thì mẹ đã chết gục bên vũng máu, cạnh một con hổ lớn đang gầm gừ quần đảo cắn xé mang rợ. Mai Thúc Loan không thể tin vào mắt mình. Hờn căm ngút trời, Mai Thúc Loan xông vào đánh nhau với mãnh thú đang say mồi để trả thù cho mẹ. Với sức mạnh phi thường, chàng buộc con vật hung tợn phải bỏ chạy. Từ đó, Mai Thúc Loan sống cuộc đời mồ côi, cày thuê ở mướn và học lỏm để biết chữ nghĩa. Mặc dù phải trải qua nhiều biến cố trong đời, dù bị vùi dập, dù đã mất đi người thân yêu nhất, dù từ đây phải sống một mình với nỗi đau không thể nào nguôi, Mai Thúc Loan vẫn không cúi đầu trước nghịch cảnh. Chàng theo phường săn học hỏi, rồi trở thành thợ săn lành nghề, nhiều lần giết được chú Sơn Lâm, khiến dân trong vùng khâm phục. Vì vậy, mọi người suy tôn Mai Thúc Loan làm chức đầu phu, thủ lĩnh quân sự địa phương của làng. Bấy giờ, nhà Đường thiết lập hệ thống cai trị xuống tận các xóm làng của người Việt. Triều đình phương Bắc không chỉ bắt dân ta nộp tô thuế và phu dịch nặng nề, mà còn bắt phải cống nộp những báu vật hiếm có trên đời. Với giả tâm vơ vét hết những sản vật quý của nước ta, vua Đường đã lệnh cho thứ sử An Nam, tiếng cống của ngon vật lạ, dù là mật trăng vuốt hùng gì cũng nộp hết về kinh đô Trường An, cho chúng thưởng thức. Vậy là chính quyền đô hộ nhà Đường đã thực thi tại An Nam các hình thức và thủ đoạn cai trị hà khắc, thâm độc. Với những chính sách bóc lột tàn bạo, nhân dân ta vô cùng thống khổ. Mỗi ngày biết bao nhiêu người chết vì đi phu. Phương Bắc đã bóc lột nhân dân ta mấy trăm năm, vơ vét biết bao nhiêu của cải, đày đọa dân ta đến cùng cực. Giờ dân ta thậm chí không dám mơ ước có ngày được thoát cảnh lầm than nữa, chỉ mong được mạng sống là tốt lắm rồi. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước ngoài tầm với, bởi phu dịch sang Tràng An chịu cảnh đường xa. Ăn uống kém, người đi thì có người về thì không. Cứ đà này rồi ai nấy cũng bỏ mạng hết. Bấy giờ, Mai Thúc Loan cũng không tránh được số phận phu phen nặng nề. Thấy ông có sức khỏe, chúng đã cho ông làm đốc gác, tham gia các quân đoàn người lao dịch. Đương nhiên, Mai Thúc Loan không mảy may đến chức danh đó, mà luôn ý thức mình mang thân phận một con người, không phải súc vật mà lao dịch mãi cho chúng. Chứng kiến cảnh triều đình phương Bắc càng được đà lấn tới, không thể tiếp tục chịu đựng mãi cảnh bị áp bức bất công được nữa, Mai Thúc Loan đã kêu gọi toàn thể đoàn phu đồng lòng vùng dậy chống ách đô hộ của nhà Đường. Vậy là ông đã liên kết với phường săn và trai tráng trong vùng. Ông bí mật mưu cùng anh em giết hết bọn lính áp tải rồi bỏ chạy. Nhưng bỏ chạy rồi thì biết đi về đâu đây? Bao năm sống kiếp nô lệ khiến họ đã mất phương hướng, không biết đi đâu, không biết làm gì, không biết đến tương lai phía trước sẽ ra sao. Một lần nữa, Mai Thúc Loan lại làm cháy lên ngọn lửa bên trong những người lính lao dịch này. Ông kêu gọi mọi người trở về quê, rèn vũ khí chống quân đô hộ. Phải vùng lên thôi, không thể bỏ xác vô ích thêm nữa. Bất cứ lúc nào sẵn sàng, mọi người hãy tìm Mai Thúc Loan ở thung lũng núi Hùng Sơn, Hoang Châu. Ngay lập tức, lời kêu gọi của ông đã được toàn thể đoàn phu nhất tề hưởng ứng.
để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa, Mai Thúc Loan chọn vùng căn cứ địa rất kỹ càng để đóng quân. Đó là vùng rừng núi rậm rạp nằm cạnh sông Lam, có thể xây dựng thành căn cứ quân sự liên hoàn. Với Vệ Sơn làm trung tâm, dọc bờ sông Lam cho đắp một chiến lũy dài đặt là Vạn An, lấy núi Hùng Sơn làm chỗ dựa, phía trong núi là dải thung lũng rộng vài chục mẫu, dùng làm nơi trữ lương thực, vũ khí. Phía ngoài núi, đóng đồn trại ở cạnh sườn, chung quanh núi, lấy sông Lam vây bọc làm con hào thiên nhiên. Bao quanh khu Vệ Sơn, xây dựng một hệ thống đồn trại nương tựa lẫn nhau, Biểu Sơn bảo vệ cánh tả, Liêu Sơn bảo vệ mặt trước, Ngọc Đái Sơn là đồn tổng chỉ huy, thống lĩnh cả hai đạo quân thủy bộ. Thế nhưng, đang lúc chuẩn bị lực lượng đứng dậy khởi nghĩa, Mai Thúc Loan lại bị ép đi phu gánh vải một lần nữa. Bấy giờ chính quyền đô hộ của nhà Đường quy định dân đinh mỗi năm phải đi phu từ 20 đến 50 ngày. Tất nhiên, đó chỉ là quy định trên giấy tờ, chứ trong thực tế thì mọi dân đinh nghèo khổ đều phải quanh năm đi lao động không công để phục dịch cho giai cấp thống trị. Mọi người vô cùng căm phẫn, muốn khởi nghĩa thật nhanh để giành lại quyền tự chủ cho dân tộc. Nhưng Mai Thúc Loan không hề nôn nóng, ông hoàn toàn có thể phản kháng để trốn lao dịch, quay về tiếp tục chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Nhưng không, Mai Thúc Loan đã chấp nhận đi phu, trà trộn vào đoàn phu phen, để tận dụng cơ hội, tiếp tục kêu gọi thêm lực lượng cho nghĩa quân. Do vậy, thanh thế và thực lực của nghĩa quân tăng lên nhanh chóng. Năm 713, nghĩa quân của Mai Thúc Loan nhanh chóng hạ phủ được thành và làm chủ hoàn toàn Hoang Châu. Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Mai Thúc Loan đã xưng đế, với đế hiệu là Mai Hắc Đế. Ông trở thành người đứng đầu, quản lãnh công việc vùng đất phương Nam, không chịu thua kém các đế vương phương Bắc. Ông cho xây dựng kinh đô tại vùng Sa Nam, nay thuộc Nam Đàn, Nghệ An, và đặt tên kinh đô là Vạn An, như một cách đối chọi lại với kinh đô Trường An của nhà Đường. Không chỉ dừng lại tại đất Hoang Châu, ông còn tích cực chuẩn bị cuộc tấn công ra Bắc, tiêu diệt chính quyền đô hộ tại thành Tống Bình, đánh đuổi quân xâm lược và giành lại nền độc lập tự chủ cho toàn dân tộc. Để chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh lớn, Mai Hắc Đế đã chiêu tập quân 32 châu ở miền núi về phía mình, đồng thời ra sức thuyết phục Champa, Chân Lạp cùng hợp sức chống lại ách đô hộ của nhà Đường. Với tài ngoại giao tài tình, việc liên kết với các nước Champa, Chân Lạp ở phía Tây và cả nước Kim Lân để chống lại nhà Đường chẳng mấy chốc mà thành công. Đây là một sách lược vô cùng đứng đắn để tăng cường sức mạnh giải phóng đất nước. Ông là người đầu tiên liên thủ giữa các nước Đông Nam Á chống lại kẻ thù. Sau thời gian dài chuẩn bị kỹ càng, người Việt miền xuôi cũng như tù trưởng và dân chúng miền núi đều đang nhiệt liệt hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Quân của ta lúc này đã lên đến 200.000 người. Việc đánh chiếm thành Tống Bình hoàn toàn nằm trong tay. Nhận thấy lòng quân đang lên, Mai Thúc Loan cho nghĩa quân đánh thẳng vào phủ thành Tống Bình, khiến bè lũ quân đô hộ, quan sở khách bỏ chạy tháo thân về nước. Trước khi đi, chúng còn ra sức vơ vét của cải, mang về Trường An. Thắng lợi của Mai Hắc Đế đã đánh dấu một bước trưởng thành mới, minh chứng cho sự trỗi dậy phi thường của người Việt. Tin báo về khiến Đường Huyền Tông vô cùng tức giận. Tại sao lại để An Nam nổi loạn? Nhà Đường đang ở vào thời cường thịnh nhất mà không chế ngự nổi đám Man Di đó sao? Vậy là ông ta tập tức ra lệnh tiến quân đi đàn áp Mai Thúc Loan. Biết xứ An Nam xưa nay vốn chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn phục tùng, cứ có cơ hội là lại vùng dậy. Vua Đường càng quyết tâm răn đe dân ta. Lần này chúng tiến công ồ ạt, quyết đánh cho dân ta phải xác đắp thành gò mới thôi, với hy vọng lần sau chúng ta không dám làm phản nữa. Việc đem quân đi dẹp loạn An Nam lần này, Dương Tư Húc là kẻ xin được mang quân đi đánh. Hắn tự tin với sự thiện chiến và áp đảo về số lượng, dân ta chẳng mấy chốc phải cúi đầu. Vậy là vua Đường giao cho Dương Tư Húc 10 vạn quân. Năm 722, hơn 10 vạn quân Đường kéo sang An Nam. Dương Tư Húc đã đưa 10 vạn quân, gồm cả bộ binh và thủy binh từ phía nam của Khâm Châu, vượt qua vùng biển Đông Bắc mà tràn vào nước ta. Nghĩa quân của Mai Thúc Loan tuy đã chiến đấu rất anh dũng, nhưng do thiếu kinh nghiệm trận mạc và trang bị quá thô sơ nên đã liên tiếp bị thất bại. Nghĩa quân không chống nổi, thành Vạn An thất thủ, thành Tống Bình đã rơi vào tay quân Đường, phải rút quân cố thủ về thành Vạn An. Quan và tướng bị thua trận, quân chết không kể xiết. Mai Hắc Đế cũng không tránh được đao kiếm của kẻ thù. Quân Đường thừa thắng đến vây bức phủ thành. Ngày 16 tháng 9 năm Quý Hợi 723, Mai Hắc Đế đã trút hơi thở cuối cùng. Nghĩa quân mở cổng thành quyết sống mái với địch. Do quân giặc quá mạnh, nghĩa quân đã anh dũng hy sinh đến người cuối cùng.
Dương Tư Húc cho quân sang phẳng hai thành Vạn An và Hùng Sơn, rồi rút về Tống Bình. Sau khi Mai Hắc Đế qua đời, nhân dân đã lập đền thờ ông ở trên núi Vệ Sơn và trong thung lũng Hùng Sơn. Cuộc khởi nghĩa của Hắc Đế Mai Thúc Loan tuy thất bại, nhưng đã để lại trong lòng dân tộc một tấm gương sáng chói về tinh thần cuộc khởi, đời đời bất diệt. Tương truyền, từ sau cuộc khởi nghĩa lớn lao này, nhân dân từ đó mà truyền câu ca rằng: Hùng cứ châu hoang đất một vùng, Vạn An thành lũy khói hương sông. Bốn phương Mai Đế lừng uy đức, trăm trận Lý Đường phục võ công. Lam thủy trăng in tâm ngạc lặng, Hùng Sơn gió lặng khói lan không. Đường đi cống vải từ đây dứt, dân nước đời đời hưởng phúc chung.